Anh kể, hat-trick nào nhanh nhất Premier League, Champions League, La Liga, Bundesliga, Serie A, League 1. Ronaldo hiện có 56 hat-trick, Messi là 55, nhưng cả hai đều không phải là những người giữ kỷ lục lập hat-trick trong thời gian ngắn nhất. Sadio Mane hiện đang giữ kỷ lục cầu thủ lập hat-trick nhanh nhất lịch sử Premier League với 2 phút 56 giây trong chiến thắng 6-1 của Southampton trước Aston Villa vào ngày 16 tháng 5 năm 2015. Không chỉ là kỷ lục tại Premier League, trong các giải đấu hàng đầu của châu Âu, đây cũng là thời gian kỷ lục. Lewandowski là người nhanh thứ hai và giữ kỷ lục nhanh nhất tính ở Bundesliga trong chiến thắng 5-1 của Hồng Xám trước Wolfsburg. Với thời gian ghi 3 bàn là 3 phút 22 giây, thực tế trận này anh ghi một cú ripple cơ, hai bàn tay nhỏ chứ không chỉ là hat-trick. Ở League 1, kỷ lục lập hat-trick nhanh nhất đang thuộc về Matt Marcello trong một trận đấu. Vào năm 2005, khi anh còn khoác áo câu lạc bộ Lille, Matt Marcello cần đúng tròn 4 phút để ghi được 3 bàn. La Liga là giải vô địch có nhiều hat-trick nhất, nhưng người giữ kỷ lục thời gian lại không phải Messi hay Ronaldo mà là chân sút Kevin Gamiro ghi được trong chiến thắng 4-3 của chủ nhà trước Sporting John. Kevin Gamiro lập hat-trick với thời gian là 4 phút 43 giây. Ở Serie A, kỷ lục về thời gian lập hat-trick đang thuộc về Kitabo trong trận đấu giữa Lazio và Palermo vào năm 2017. Kitabo cần 5 phút 19 giây để hoàn tất cú hat-trick của mình. Ở Champions League, Ronaldo đang là chân sút số 1, Messi là số 2. Thậm chí Messi từng ghi 5 bàn một trận ở giải đấu này, nhưng người giữ kỷ lục về thời gian lập hat-trick lại là tiền đạo Gomez của Lan. Với phong cách ăn mừng sát sống, Gomez phải cần tới 7 phút để hoàn thành cú hat-trick này, tức là dài hơn 2 lần so với thời gian Mane, người đang giữ kỷ lục lập hat-trick chỉ với 2 phút 56 giây.